những cái đối tượng nào mà chúng ta dễ mắc cái bệnh này nhất trong cái thời tiết chuyển mùa như thế này ạ? À? À, vâng, cảm ơn biên tập viên Lê Thông. Chúng ta biết rằng là đối với tình trạng uh, trước khi tìm hiểu những đối tượng nào dễ bị uh, mắc viêm thanh quản thì chúng ta biết là trong viêm thanh quản có viêm thanh quản cấp, viêm thanh quản mãn. Đối với viêm thanh quản cấp làm cái tình trạng niêm mạc của thanh quản sung huyết và dây thanh viêm sưng dưới lớp niêm mạc phù nề xuất tiết và um, những cái tình trạng như khởi đầu của cái tình trạng như là viêm mũi hoặc là viêm mũi họng xuất tiết chẳng hạn vậy thì cái viêm thanh quản cấp này thì cái niêm rất kẽ phối hợp với những tình trạng bệnh lý của mũi họng à, những cái tình trạng ví dụ như là những bệnh lý như là viêm mũi họng hoặc là cúm vậy thì những cái đối tượng mà chúng ta thấy gặp phải thì ở những người mà ví dụ bị những bệnh lý về tai mũi họng hoặc là ví dụ như là cúm do vi khuẩn hoặc là do virus hoặc là những cái tình trạng như là ở thời tiết như mùa hè mà chúng ta lại sử dụng quá nhiều nước đá hoặc là sử dụng ví dụ ở những người thói quen ăn kem nhiều hoặc các cái nước mà chúng ta sử dụng nhiều đá nhiều ở nước đá hoặc là ở những người mà sử dụng giọng nói nhiều ví dụ như ở những người mà ví dụ như là ca sĩ ví dụ như là giáo viên ví dụ như là mc hoặc là ở những cái người mà trong những cái buổi mà cổ vũ bóng đá ví dụ như thế chẳng hạn người ta sử dụng giọng nói quá nhiều quá cái mức giới hạn thì như vậy thì thấy rằng là những cái tình trạng như vậy chúng ta cũng hay gặp phải những cái tình trạng viêm thanh quản và như thế rằng chúng ta biết rằng là trong như vậy thì ảnh hưởng tới giọng nói của chúng ta vâng